Chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Tôi có một câu đố dành cho các bạn như sau. Trong xã hội này, có hai nghề rất được xã hội kính trọng. Và đây là hai nghề chính thức được xã hội gọi là thầy. Đố các bạn, đó là hai nghề nào? Chúng ta không tính đến thầy bói nha, bởi vì nghề này thì không phù hợp với lại quy định của pháp luật. Hoặc là thầy tu thì cũng không phải là một nghề nghiệp. Mà đây là hai nghề chính thức trong xã hội. Gợi ý là một nghề chăm sóc về thân của con người và nghề còn lại chăm sóc về tâm của con người. Và đáp án đó chính là nghề thầy thuốc và nghề thầy giáo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề nghề bán thuốc, nghề cao quý để xem xã hội có cái nhìn như thế nào về người bán thuốc nói riêng và những người làm trong lĩnh vực y khoa nói chung. Vậy, thầy thuốc là một trong hai nghề thật sự được xã hội rất kính trọng, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở tất cả các nơi khác trên thế giới, không chỉ thời nay mà từ thời đến tận ngàn xưa. Và thực sự trong nhiều tình huống thì người bán thuốc cũng đóng vai trò như là một bác sĩ với các bệnh thông thường và ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tính mạng của người khác. Mà chúng ta biết được rằng sức khỏe hay tính mạng của người khác nó cũng sẽ ảnh hưởng đến gia đình của họ, ảnh hưởng đến công việc của họ, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của họ. Và đôi khi một vài viên thuốc chúng ta bán ra nó không đơn thuần là thuốc, nó có thể mang đến hạnh phúc cho người khác hoặc ngược lại. Vì thế cho nên với nghề này người ta rất đề cao về mặt đạo đức y khoa. Chia sẻ với các bạn, thật sự thí dụ như trong lĩnh vực nghề giáo, người ta cũng không bao giờ gọi là sư đức hoặc là giáo đức, đúng không các bạn? Nhưng trong lĩnh vực là y khoa thì người ta có một cái khái niệm là y đức. Và hầu như không có cái nghề nghiệp nào trong xã hội được cái cụm từ chuyên để chỉ về đạo đức trong cái nghề đó. Điều đó có nghĩa là xã hội rất là xem trọng về mặt đạo đức của một người thầy thuốc, vì nó ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe và tính mạng của một con người. Sau đây tôi có một câu chữ gồm 5 chữ cái, các bạn giải giúp tôi nhé. Câu chữ này gồm có 5 chữ cái. Mở đầu là chữ T. Bạn biết đáp án là gì không? Bạn có thể dừng màn hình và suy nghĩ. Nếu như bạn có đáp án đúng, tôi sẽ tặng thưởng bạn một cái laptop. Rồi, nó vui tươi ha. Gợi ý thứ hai là ô chữ này có liên quan đến người mẹ. Gợi ý thứ ba, trong ô chữ này có một cái từ liên quan đến chữ hiền. Và gợi ý cuối cùng, nó nói về nghề y. Và đáp án chính xác đó chính là lương y như từ mẫu. Vậy, tại sao chúng ta có một cái nghề duy nhất trong xã hội được mọi người xem đó chính là từ mẫu, và đó chính là nghề y? Bởi vì ngoài cái việc bán thuốc ra, ngoài cái việc mà chữa bệnh ra, thì những người làm việc trong lĩnh vực này cần phải có một cái tấm lòng thương yêu bệnh nhân, giống như là cha mẹ mà chăm sóc cho con cái. Các bạn tưởng tượng đi, có ai chăm sóc cho một người mà kỹ lưỡng, mà chăm chút, mà chu đáo bằng một người mẹ hiền hay không? Và chỉ có mẹ hiền là người lo lắng nhiều nhất, chăm sóc từng ly, từng tí, lau từng giọt mồ hôi, rồi bắt đầu là lau cho con từng chỗ, chăm cho con từng muỗng ăn, cho con từng chén nước. Vậy chúng ta thấy chăm sóc cho bệnh nhân hoặc là chăm sóc cho người khác như một người mẹ hiền thì chỉ có mẹ mà thôi. Và thêm một lực lượng thứ hai nữa, đó chính là những người làm trong nghề y. Vì thế cho nên lương y như từ mẫu, và dù một người làm lĩnh vực y khoa trẻ tuổi đi chăng nữa, nhưng người ta vẫn rất kính trọng và xem như cha mẹ của mình. Đấy chính là một cái vinh hạnh rất lớn của những người làm việc trong lĩnh vực y khoa, để cho thấy rằng xã hội xem đây thực sự là một nghề cao quý. Sau đây tôi xin đọc cho các bạn nghe hai câu chuyện về hai người nhân viên bán thuốc, để bạn có thể tự rút ra bài học cho mình về ý nghĩa của nghề này. Câu chuyện thứ nhất mang tên Bán cho tôi 20.000 niềm vui. Hôm qua nay ăn vài món linh tinh nên cái bụng tôi cứ sôi sôi và tào tháo rượt, nên tôi dạo bộ ra tìm thuốc tây gần bệnh viện để mua thuốc tiêu chảy. Khi đang soạn tiền chuẩn bị trả, tôi nghe giọng một người phụ nữ: "Chị ơi, con em nó sốt quá, chị bán cho em 2 ngày thuốc sốt." "Nhưng có ho không?" "Dạ có." "Sổ mũi không?" "Dạ có." "Còn gì nữa không?" "Dạ bé mệt nhiều nên chị cho thuốc gì mạnh mạnh chút nha chị." Cứ mỗi câu trả lời của người mẹ bán vé số là một loại thuốc được bỏ vào trong bịch.
không một động tác khám, cũng không vạch khăn ra xem đứa bé thế nào, chỉ hỏi, hỏi và lấy thuốc. Ráng đứng lại vờ như đang nhắn tin điện thoại. Tôi thấy đứa bé đừ nhiều, vẻ mặt mệt mỏi dữ lắm. Tổng cộng gói thuốc cho bé là 117.000 đồng. Tôi đợi chị xách bịch thuốc ra một góc vỉa hè, đang ngồi soạn thuốc cho bé uống. Rồi tôi lại gần. Chị thấy tôi, chị đưa cọc vé số lên, mua giúp chị tờ vé số đi em trai. Tôi cười và nói, em sẽ mua cho chị. Em có ông anh là bác sĩ ở bên kia. Giờ chị qua đó đi. Em nói anh em khám cho bé, rồi chị trả em một tờ vé số, chịu không? Chị thoáng lúng túng. Ở đâu em? Bên kia đường. Chị thấy chữ khu khám bệnh không? Qua đó khám một phát cho chắc, chứ em sợ bé bệnh, nó bị bệnh nặng đó chị. Xong tôi dẫn chị qua nơi tôi khám. Khi tôi mặc áo blues vào, tôi thấy chị lúng túng thật sự, trưng trưng nhìn mắt tôi. Còn cô bé cứ ngủ ngon trên đôi vai của chị. Khám hết toàn diện cho bé, kết hợp với xét nghiệm máu, may mắn là chỉ sốt và tiêu chảy do siêu vi. Tất cả kháng sinh tôi bỏ ra vì tôi nghĩ nó chưa cần thiết. Thuốc tiêu chảy và thêm một ít thuốc bổ dạng siro cho con là được rồi. Xong xuôi, chị đứng dậy cảm ơn tôi rối rít. Tôi nói, giờ trả mình một tờ vé số tiền công là được rồi. Chị nói, em đưa bác hai tờ luôn. Chưa kịp từ chối, chị đã bỏ đi, để lại hai tờ vé số trên bàn. Anh điều dưỡng nhìn tôi cười, còn tôi nhìn hai mẹ con chị đi tất tả mà tôi cũng cảm thấy vui trong lòng. Cảm ơn chị đã bán cho tôi 20.000 đồng niềm vui. Tôi xin kể các bạn nghe một câu chuyện thứ hai. Một bà mẹ đầu bù tóc rối, dắt đứa con tầm khoảng 10 tuổi, mặt đang nhăn nhó. Bà bảo nó bị đau bụng và mua thuốc uống 2 ngày rồi mà vẫn không hết. Nhìn mặt đứa bé, chị nhân viên bán thuốc có vẻ ái ngại. Suy ngẫm một hồi, chị bảo, thôi chị đưa bé đi khám bác sĩ đi. Bà mẹ tần ngần có vẻ như không muốn đi. Đoán biết, bà nghĩ đây chỉ là bệnh thông thường, nên cô giải thích, có thể bé không phải bị đau thông thường. Để lâu sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Bà suy nghĩ một lúc rồi lẳng lặng dắt đứa nhỏ đi. Thật bất ngờ, 2 tuần sau, bà mẹ dắt cậu con trai, lúc này vẻ mặt tươi tỉnh, đòi gặp cho bằng được cô bán thuốc hôm trước, rồi cảm ơn rối rít. Bà nói cháu bị viêm ruột thừa. Bác sĩ bảo nếu để thêm một ngày nữa là vỡ ra và nhiễm trùng ổ bụng. Lúc đó sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ cô mà tôi cứu được mạng thằng bé. Mẹ con tôi nhớ ơn cô suốt đời. Vậy bạn rút ra được điều gì từ trong 2 câu chuyện vừa rồi? Câu chuyện thứ nhất, một người bán thuốc đơn thuần chỉ là một người bán thuốc. Và khi mà cô ấy nghe được những cái biểu hiện của căn bệnh đó, mỗi biểu hiện là cô ấy lại lấy ra một loại thuốc khác nhau, không hề đặt sự quan tâm của mình vào trong đứa bé. Không cần phải vạch ra xem đứa bé tình trạng như thế nào, cũng chẳng chạm vào, sờ vào hoặc nhìn vào khuôn mặt lờ đờ của đứa bé. Vậy cô ấy là một máy bán thuốc chứ không phải là một người bán thuốc. Trường hợp số 2 là chúng ta thấy người bán thuốc này phân biệt được giữa những bệnh thông thường và những bệnh nằm ngoài cái chức năng, nằm ngoài cái khả năng chữa trị của mình. Vì thế cho nên đã có những lời khuyên xác đáng. Và cô ấy có thể mất đi một cái món lợi nhỏ, đó chính là mất đi một cái số tiền bán thuốc khoảng vài chục ngàn đồng hoặc thậm chí là vài trăm ngàn đồng. Tuy nhiên cái cao hơn đó chính là tình người, cao hơn là tính mạng của đứa trẻ, cao hơn là tính mạng của người khác. Thì thực sự người thứ hai mới thực sự là người bán thuốc chứ không phải là máy bán thuốc. Và cô giáo sư bác sĩ Phạm Biểu Tâm, một người thầy thuốc cũng rất nổi tiếng, đã phát biểu một câu: y khoa là một nghề cao quý nếu ta muốn cao quý, cũng là một nghề thấp hèn nếu ta muốn thấp hèn. Người làm nghề y là một sinh viên y khoa suốt đời. Trong khi hành nghề khó tránh khỏi đôi lúc ân hận, nhưng đừng bao giờ để phải hối hận suốt đời. Và chúng ta cùng xem lại xem trong nghề nghiệp của chúng ta từ xưa cho đến nay, có những lúc nào chúng ta chỉ là một cái máy bán thuốc chứ không phải là một người bán thuốc, đặt tâm của mình vào trong khách hàng hay chưa? Đôi khi những cái cách giao tiếp của chúng ta, cái sự hỏi han của chúng ta, cái sự động viên của chúng ta nó còn giúp cho đối phương nhanh chóng tăng cái khả năng mà thoát khỏi cái căn bệnh hiện tại. Và ở bên Mỹ có rất là nhiều những bệnh viện họ quan tâm đến khía cạnh thứ hai của một nhân viên y tế, đó chính là khía cạnh chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân. Họ thường xuyên có những khóa huấn luyện dành cho các cái nhân viên y tế về cái cách giao tiếp với lại bệnh nhân, thậm chí còn có cả hẳn những cái đội kịch để chuyên diễn kịch hài, kịch vui dành cho những đứa bé, dành cho những đứa trẻ. Và thường trong những cái bệnh viện đó, cái tỷ lệ mà bệnh nhân vui vẻ và tăng cái sức đề kháng và thoát khỏi cái căn bệnh hiện tại nhiều hơn rất là nhiều. Bởi thế cho nên chúng ta thấy rằng đằng sau cái viên thuốc của chúng ta không chỉ là một viên thuốc đơn thuần, mà đằng sau viên thuốc còn là cái sự động viên,
còn là sự chăm sóc, còn là sự quan tâm, còn là sự giao tiếp và còn là mối quan hệ. Và đằng sau cái viên thuốc của chúng ta không chỉ là sức khỏe của người khác, mà nó còn là hạnh phúc gia đình của họ, còn là những mối quan hệ của họ, còn là cuộc sống của họ và còn là hạnh phúc của họ. Và quan trọng nhất đó chính là sự sống của họ. Thứ quý giá nhất trên đời này đó chính là sự sống. Và các bạn là một trong những người đang chăm sóc sự sống cho người khác, thậm chí đang giành giật sự sống của người khác từ tay của một người mà không ai thích, đó chính là tử thần. Chúc các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc trong nghề nghiệp này và thật sự sẽ xứng đáng với câu lương y như từ mẫu.